Lô, chào anh em, chào các bạn. Hôm nay mình cũng phe với anh em mà cũng xuống vôi đồ rồi nghe anh em. Chuẩn bị lấy nước vô đầy thì cải tạo để thả tiếp. Chuẩn bị thả nữa anh em ơi. Giờ nuôi tôm thì nó cũng mình nó ruộng đồng mà tiếp tục rồi nuôi tới. Giờ thì giá cả thị trường thì nó cũng hơi tuột dốc nhưng mà mình cũng mong là thời gian thì nó sẽ lên lợi để cho người dân mình nuôi cũng an tâm. Thì trong cái thời điểm dịch bệnh corona niết gì đó thì nó cũng đang hơi kinh tế nó hơi xuống dốc, cái gì cũng xuống hết. Thì qua đợt này thì nếu mà ấy thì rồi nó cũng thoải mái lại thì giá cả sẽ ổn thôi anh em. Giờ thì ai cũng chờ đợi giá cả mới thả tôm xuống giống không à. Lúc này thì tôm bây giờ mấy cái chạy giống giờ khuyến mãi quá, mua một có tặng hai. Giờ không thả không được, cứ tiếp tục chương trình hoài chứ đợi tới có giá là nuôi thì nó cũng biết mình nuôi được không. Hay thời tiết thì hôm nay cũng chia sẻ với anh em thì cũng mình cũng tiếp tục nói với anh em, cũng không có bỏ cuộc được, cũng không nản lòng. Trời tới anh em ơi. Thấy cũng nản lắm nhưng mà bây giờ chỉ có nước, giờ cải tạo rồi thì bây giờ chỉ có liên hệ với đại lý có cho thả có bao thức ăn thì mình cũng chơi nữa chứ không phải là gì. Giờ chỉ có còn đại lý thôi, đại lý ok thì mình thả giống thôi, chơi tới đó không nản đâu anh em. Tôm thì mình ở đây thì làm ruộng thì mình cứ chơi hoài vậy đó, cơ hội thì cứ nuôi. Giờ giá cả thì cũng không cần thiết nghĩ đâu, mình làm thưa thôi chứ cũng không có chơi dữ, chi phí mình chơi nhẹ mà mình cứ nuôi tiếp tục hoài. Tôm đây thì ao này vẫn được cũng hai mấy ngày anh em, hai mấy ngày giờ nó cũng phát triển tốt lắm, tại vì mình cho ăn hơi trễ nên là nó cũng hơi chậm lớn, cây cầu nó mạnh khỏe được anh em ơi, kéo dài thời gian cho mình là quý. Em coi nước nào đỡ anh em. Giờ thì nói chung ra thì giá cả thị trường cái gì nó cũng xuống giá hết, tại vì dịch bệnh mà toàn thế giới mà. Nhưng mà mình ở nông thôn thì phát triển bình thường, nói chung ra thì cũng phải làm thôi chứ mình không có trông đợi tới lúc mà giá cả lên thì mình làm hơi muộn. Thì mình giá thấp thì mình làm ít, chi phí ít chút, còn thành công là mình cũng có lãi anh em. Cũng như câu nói của mấy ông già xưa mà, đố cũ đổi nó mới, cũ đổi nó mới. Bây giờ mình cũng bơm nước anh em, cũng nhấp nhấp giữ đã quá, nắng quá nó rút nước, bơm tới muốn cạn luôn nè. Giờ lấy nước vô đừng mình cải tạo ao này, để mình xuống giống rồi, thả ít được thôi anh em ơi. Nuôi cũng mong rồi. Giá nó có ổn định lại được mình trúng mùa được mình trúng giá luôn. Giờ cái gì nó cũng nói chung ra thì thức ăn cũng không tuột giá đâu anh em, ăn ngày càng lên nữa, mà thức ăn gì lên thêm 20k nữa, tăng tăng không có gì giảm chứ. Giá tôm mà giảm thôi chứ còn ba cái thuốc thủy sản thức ăn thì vẫn giữ cái mức cao không tuột, mà tăng chứ không tuột. Mình thì giờ mình nuôi kết hợp mùi đính đen mà mình thì cho ăn buổi sáng thì cho ăn ốc thức ăn, chiều thì cho ăn ốc trùng mùi đính đen, thì nói chung là giảm được mới chi phí rồi nè, nói chung là cũng đỡ. Chưa có tính đâu, để từ anh em ơi, ao này thì chưa có chuẩn bị. Thời tiết lúc này cũng tốt, giờ ai cũng đợi giá nên không ai thả, nhưng mình thì bữa giờ mình cũng đi hỏi nhiều người, cũng đi vòng
giọng thấy không ai nuôi hết nè, đợi không đợi giá nuôi sợ tới ngày không ai mua thì đó, thiếu nợ thì để đó cần thả, không không cần thả cũng không sao, ai cũng nghĩ vậy chứ mình thì lại nghĩ khác. Giờ ở đây mà không nuôi thì làm gì giờ, đi ra đi vô buồn chết luôn. Chỉ có con tôm này mà giải trí đó. Anh em mình cũng đã gặp bữa nay tôm hai mấy ngày ở chỗ ăn chậm chạy anh em ơi, chậm lớn lớn công khăn ngồi. Sáng răng thức ăn nghe nè, chiều ăn ốc trùng, mình ăn ba cử, trong khi sáng thì ăn thức ăn ở trưa, trong khi cũng ăn thức ăn xui những bữa ốc trùng nhiều thì ra ăn ốc trùng bữa trưa thì mới có ăn ba cử đây anh em, mới ăn lấy gai ba cử, khi những bữa trưa nắng quá cũng cho ăn luôn. Nuôi thì giờ nó cũng khó lắm, anh này cũng làm tạm tạm thôi, nói chung giảm chi phí thức ăn thì giờ nghe nói lên giá cái gì cũng lên, thuốc cũng lên luôn, không thể giảm. Thấy một nước đỡ lên em, như giờ mình cũng chiến thực hơi hơi em giảm cái gì để giảm được bây giờ, chứ không cố gắng làm cho giữ vô cũng chi phí quá tới ngày mình cũng lợi. Chi phí càng giảm thì càng tốt. Trong ra thì nuôi mình có cái lợi thế của mình là có áp dụng mùi đính đen, thì chi phí mình làm ra ấu trùng mình cũng nói rồi, nó cũng rất là rẻ so với thức ăn. Mà cho ăn ấu trùng thì nó khoái ăn lắm anh em. Nói chung ra thì mình cho ăn rồi ha, nó nổi lên vỏ dữ lắm, nó ăn rất nhanh, ăn xong rồi nó nổi vỏ lên khủng khiếp lắm. Buổi tối mình cho ăn, rất chiều mình để tối mình chạy quạt xong rồi nó nổi lên dữ lắm anh em, bít hết chân luôn. Rồi xong rồi nó tới sáng làm gì nó chạy quạt, nó không biết nó ăn lại hay không mà nó chìm mất hết rồi, đâu mất hết rồi, vỏ hết rồi. Nó nút là vỏ nổi lên rồi, nút sạch chân luôn. Nên thấy cho ăn ấu trùng thì cũng mê lắm. Thức ăn thì nó ăn hơi chậm chứ ấu trùng thì nó ăn rất là lẹ. Nó khoái ăn hơn, khoái ăn thức ăn mềm mà. Nuôi con tôm này nếu mà mình áp dụng, nếu mà có đầy đủ ấu trùng thì mình cho ăn thì nó rất tuyệt vời. Làm đây nó cũng ít anh em, vừa để nuôi chứ không có nhiều để cho ăn 100% được. Tại vì mình cũng làm ít, chỗ mình, chỗ nuôi vùi mình hơi nhỏ, mình cũng không có nguồn thức ăn nào dồi dào. Giờ kinh tế eo hẹp lắm anh em, làm cái gì cũng mua không, tốn kém quá. Nên này cũng làm đủ trung bình à, chung là 50-50 với thức ăn với ấu trùng thì nó bổ sung thôi, chứ nhiều khi mình cũng chưa biết là mình ăn ấu trùng là nhiều tốt hay là ăn ít tốt nữa. Nên trong cái thời gian này mình cũng trải nghiệm để mình hiểu được con ấu trùng mình nó ăn như thế nào, chứ mình cũng không biết, nhiều khi mình cho ăn nhiều quá thì nó cũng không tốt, thì ăn cũng trung bình thôi, để từ từ mình tìm hiểu thêm, chứ giờ mình cũng chưa có chính xác được. Cái con tôm này thì nó ăn thì nó ốc trùng thì nó khoái rồi đó, nó rất là thích, nhưng mà mình cũng không biết ăn nhiều quá thì nó có ảnh hưởng gì không. Nhưng mà mình làm mỗi ao tôm thì mình làm hơi khác nhau chút, mình nuôi ao thì nó ăn hơi nhiều ốc trùng hơn thức ăn, thì mình cứ mình đo đếm để mình rút ra kinh nghiệm anh em. Chung ra cái này thì cũng chưa có ai có thống kê gì cái con này nhiều nên không có bài bản, nên tự người dân mình bục phát là làm thôi, nên cũng tự mình làm, tự mình biết kỹ thuật thôi, chứ cũng không có thông tin nhiều. Thấy chia sẻ thì ai cũng chia sẻ, nuôi gà vịt thì rất là tốt rồi, nhưng mà con tôm này thì chưa có thấy ai chia sẻ. Thì ăn thì cũng tự mình đo đếm thôi anh em, để mình biết sau này mình có nuôi để mình áp dụng cho nó thành công hiệu quả hơn. Giờ nuôi thì nó cũng cái gì nó cũng lên giá, anh em cũng biết rồi đó, con tôm mình là cái nào nó cũng giá cao lắm. Thì
chi bây giờ thời buổi dịch bệnh này nó chỉ con tôm thì nó cũng hay dịch bệnh, nuôi nó khó khăn lắm, nên là mình cứ làm được cái gì nó giảm chi phí thì mình làm. Nói chung mình nuôi mình cũng không xài gì đâu anh em, nói chung là cả lớp à, anh em thấy cái khung cảnh anh em thấy rồi đó, thời buổi này còn chạy máy là anh em biết rồi. Nó hỏi ôi lắm, giờ điện thì lên giá, hôm nay lên giá thêm giá nữa rồi, giờ bè dầu thì nó hơi rẻ nên mình chọn cách chạy dầu thêm lấy gai. Điện thì chạy thoải mái rồi nhưng mà nó đóng tiền điện ngán lắm, dầu thì nói chung chạy máy thì nó tốt rồi, cũng không có hao nhiêu dầu đâu, gắn sâu chạy cùng cuộn vậy đó. Thôi vậy thôi, mình cũng chia sẻ anh em tới đây, cũng chúc cho anh em nhiều sức khỏe, gắng cố gắng anh em ơi. Rồi, chào anh em.